3 thì shop xe điện sẽ quay review hai chiếc xe giá tầm, hai chiếc này đều đồng giá 3,8 triệu nhé. Đầu tiên mình sẽ quay chiếc Kappa 2 trước này. Mình báo giá luôn là 3,8 triệu đồng. Đấy. 3,8 triệu đồng nhé. Xe Kappa. Đây là dòng Kappa 2 nhé, đời cao hơn Kappa nhé. Đây nó có thêm chữ số 2 nữa thì nó sẽ có khung nó to hơn này. Đấy, phần này to hơn. Xe thì có xước xác nhé. Những cái chỗ này là chỗ bẩn nhé. Đây, mình quay sát cho mọi người xem. Đấy. Chỗ này là do nó quặt tay lái rồi. Cái ốc nó chọc vào nhé. Đấy, bẩn. Mọi người về đánh gara. Và đây là mình để mộc mình quay luôn. Đấy. 3,8 triệu nhé. Kappa 2 này, phía trước là phanh đĩa này. Lốp còn rất dày nhé mọi người nhé. Đấy, lốp dày. Ra 3,8 triệu đồng nhé. Hai phục trước này. Đó. Sạc mới tinh nhé mọi người nhé. Đây, sạc mới tinh luôn. Mình sẽ để sạc thôi mà. Nắp mình kiểm tra xem bình là bình bao nhiêu. Cái xe này mình mới nhập về xong. À, bây giờ sẽ thử phần đèn quạt xi nhan. Oh, nghe rất rõ. Xi nhan nhé. Đó, xi nhan này. Mình sẽ quay phía sau nhé. Đấy. Đầy đủ luôn nhé. Đồng hồ này. Đấy. 50 cây. Còn nút này nút đèn nhé. Nút này nó không có tác dụng gì. Đấy, nút này nó không có tác dụng. Xe này thì có 3 chìa khóa. Thì hai chìa khóa mở phần đầu và một chìa khóa mở cốp. Đó. Xe thì có xích níp nhưng mà hai cái giò này thì đã được chủ cũ người ta tháo rồi. Bên mình không có giò nhé. Giờ mình quay sang phía bên này nhé. Đây, xích này, xích níp này. Xích níp mình vẫn đạp được này. Đấy, mình kéo xích thì vẫn đạp bình thường. Nhưng mà nó không có giò thôi. Bác nào mua về thì tự nắp nhé. Bên shop thì không có cái xích, không có cái giò này. Đấy. Để chân này. Làm sóc này. Các bạn. Dòng này đi rất là êm mọi người ạ. Đấy. Mà giá lại quá là đẹp luôn. Giá chỉ có 3,8 triệu thôi. Chỗ mình bán là giá êm đấy. Quan trọng là xe này nó còn nguyên. Đấy. Mọi người đấy. Nguyên bản luôn. Bên mình không có rửa ráy mà không có tân trang thôi. Không hề tân trang nhé. Đấy, các bác mua về thì cứ vậy mà đi thôi, yên tâm. Và cái ngoại hình của nó thì xe cũ mà xe nào nó cũng phải. Mình muốn đẹp thì mình phải, thứ nhất là mình phải sơn phẩy đi. Đấy, chỗ này mình sơn cũng màu trắng như này thì ai biết được. Và mình đánh ra chỗ này đi. Đây này, quan sát nhé. Những vết này vết bẩn nha mọi người nhé. Đấy. À, vết bẩn. Rồi. Bây giờ mình sẽ mở bình cho mọi người xem nhé. Căng nhá, mình vừa lấy về cũng chưa có sạc xước, chưa có sạc mà nó đã căng như này rồi. Bộ bình thì ngon đấy. Rồi, đây. Bộ bình thì ngon đấy, mọi người, khá ngon đấy. Có cả chì đây, đấy. Các mọi người bỏ cốp nữa. Nhưng mà mình mua xe về thì mình không nên bỏ sạc vào trong cốp, mà mọi người nên bỏ sạc ở nhà. Tại vì sạc bên trong nó là linh kiện điện tử mọi người, để đi nó sóc và nó hay nhanh bị hỏng. Dòng xe này thì đi rất là êm. Chạy thử cho mọi người xem. Em nhún thử làm sóc ha, trên dưới. Đấy, rất êm. Rồi, chạy thử đi. Tiếng này cạch ở cái chắn bùn sau đấy. Một lát nữa mình sẽ gia cố lại nhé. Đấy, ai mua thì hãy nhanh tay inbox cho mình hoặc gọi điện cho mình theo số điện thoại 0981 trên màn hình này nhé. Bây giờ mình sẽ vào con thứ hai, đó là con xe bò nhập khẩu ở Đài Loan này. Đây là hãng xe Zante đấy mọi người. Con này mình cũng bán với giá là 3,8 triệu nhé. Dòng này đi thì mình khẳng định mọi người rất là bền. Nó đã có cái thương hiệu từ lâu rồi. Đấy.
ngay cả những xe mà xe đạp thể thao đấy của các bạn đi đấy, nếu các bạn mua được của hãng Zante này thì sẽ bền, rất bền luôn. Xe này còn khá đẹp này, để do bụi bẩn thôi. Động cơ Momentum nhé. Bây giờ mình sẽ thử khởi động cái xe này lên. Đây nắp bình chứ. Đây, coi này. Mọi nghe rất to nhé. Đèn nhé. Đèn led này. Đèn led này bị cháy mất mấy bóng này. Bác nào mua thì mình sẽ thay cho cái đèn led khác. Cái này nó nguyên bản nó bị cháy mất mấy bóng. Đây là xin nhàn. Xin nhan hai bên đầy đủ nhé. Còn áo phanh rất là tinh, đi đây là vạch báo pin này. Cái dòng xe này thì xe nào cũng vậy, sờ đây nó cảm giác ấm ấm ở đây. Đấy, vì nó có điện mà. Nó chạy nên ấm nên là mọi người đi hoàn toàn bình thường, không phải suy nghĩ nhé. Đấy. Đây, mình sẽ quay thử động cơ này. Khởi động cái động cơ nhé. Đấy. Đối với dòng xe bò đấy, khi mọi người khởi động cơ nó phải có tiếng này, tiếng e này thì nó mới là IC zin. Còn mà xe bò này nó lại khác dòng xe 133S. 133S khi mọi người quay động cơ thì nó phải êm ông phắc, còn là dòng xe bò thì phải có tiếng kêu này, thì vấn đề là IC zin. Đấy, bây giờ mình kiểm tra bình nhé. Đây, mình đã bỏ bộ bình ra lau qua. Bình này cũng phẳng đét này mọi người, bình mà nó kém là nó sẽ phồng đấy mọi người nhé, nó không được phẳng này đâu. Nguyên bộ luôn. Đấy, rất căng nhé. Đấy. Bình xe này để một thời gian mà bên mình không sạc mà bình vẫn căng này, là bình chịu đấy, nó chịu được đấy. Bình mà để mà nó khoảng 2-3 ngày không sạc mà nó tụt thì nó không chịu. Đấy, hai con xe này bộ bình đều là nguyên bộ hết đấy, không có bình ghép mọi người nhé. Đấy, mình nguyên một bộ từ đầu, người ta lắp như sao thì giờ vẫn như vậy, thì nó sẽ có độ bền cao hơn. Xe này bên mình thì cũng bán với giá 3,8 triệu nhé. Dòng này mọi người đi sẽ rất là bền, yên tâm một điều như vậy. Đi thì khi nào bình kém thì mình thay bình thôi. Còn xe này độ cái hỏng hóc với hỏng vạch của nó rất là thấp luôn, hầu như là không có. Thì những cái dòng xe này được sản xuất từ những năm 15 đến giờ vẫn ổn định, đi bền đến bây giờ. Mọi người yên tâm vì cái động cơ nó động cơ không chửi than, nên là không sợ là đi lâu thì nó sẽ mòn nhé. Động cơ này động cơ không chửi than. Đấy. Chỉ sợ là mọi người đi xuống nước thôi, chứ còn đi mà trời mưa thoải mái. Bây giờ mình sẽ cho chạy thử nhé, và mình sẽ kết thúc video ở đây. Chạy thử xe này cho mọi người xem. Bò điên nhập khẩu nguyên chiếc từ Đài Loan nhé. Ok, đây mọi người mua thì hãy liên hệ trực tiếp shop xe điện của Nhật nhé. Rất là nhiều xe và mình sẽ review từng chiếc một. Đấy, mọi người theo dõi kênh YouTube của mình thì sẽ nắm được thông tin sớm nhất mọi người nhé. Và bây giờ thì mình xin chào mọi người.